sao nóng cục đó chú ơi? Kẹo mà không nóng cục gì mày? À, kẹo dẻo hả? Kẹo đâu phải nóng cục chứ, kẹo đâu phải lỏng ra đâu. Bột đó là bột ăn thì đúng, bột nếp, bột chín này, gan chín nè. Bán khoảng bao nhiêu trái dừa đúng? Sao vậy cha? Mấy trái à? Dâu ha. Lên đây có 2 tháng chứ nhiêu. Dạ. À, lúc là chú bán ở đâu nãy chú nói không quên quá. Phú Quốc. Chợ đêm Phú Quốc. Đa số bán cho khách du lịch. Bán khách du lịch không? Dạ. Đó là người ta cấp nghề chú à. Giờ nó bán có 10.000 cây nó phá giá, chú ghét cái về mà nó ăn dở lắm. Dạ. Không có cào chỉ nào ngon bằng xe cào chỉ chú. Nó bán là nó bán bánh tráng chạo luôn. Bánh tráng màu trắng hả? À. Còn chú là đặc biệt bánh tráng này không có thằng nào có mà. Nhà chú làm mà cho nên là nó. Giờ chú chỉ nghề là chỉ nhưng mà bánh tráng là chú không chỉ. Thằng nào học thì học. Bánh tráng là không chỉ. Rồi 3 giờ chiều chú ra đây bán hả? Đó tới 11 giờ về. Thường là cái khung giờ nào là nhiều khách tới đây nhất chú? 8 giờ. 8 giờ tối. Còn mày lại bữa nay là mày lại đúng rồi, một hồi nó mua đông lắm. Còn ngày thường thì 8 giờ mới đông. Rồi ngày chú bán mấy giờ ở đây chú? 3 giờ. 3 giờ chiều. Chú bán hết 1 giờ. 3 chiều bán đến 1 giờ đêm. 1 giờ đêm là hết hay còn chú về hả chú? Bán kẹo đâu không hết được. Bán kẹo đâu hết giờ về thôi chứ không hết được. Kẹo bánh rồi gì vừa đem sẵn thôi vậy đó. Nói như nào mệt thì về. Để kẹo mình để 1 tháng cũng được, bánh mình để bánh tráng mình để 1 tháng cũng được. Thử ra đâu có sợ hư. Tại bánh tráng gạo làm nhà ngon lắm. Bánh tráng tự làm ở nhà chứ không phải mua chợ. Tự làm thôi. tự xay gạo á, xay gạo ra làm bánh tráng, mở hành nước cốt dừa. Dạ. Đặc biệt ngon giòn, thơm. Có ngọt không Dũng? Có ngọt không? Nó không có ngọt. Tại vì nếu mình bán kẹo là mình không có làm ngọt. Làm ngọt ăn nhiều quá người ta ngán. Đi hết Sài Gòn này không có bánh tráng thế này. Dạ.